Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay ngày 17 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn hai mẫu sản phẩm, đó là hai bức hoành phi bằng chất liệu gỗ vụ Lào. Trong video này chúng tôi cũng muốn gửi tới tất cả quý khách hàng, chúng tôi sẽ đánh giá và so sánh hai cái mẫu hoành phi này. Chúng tôi cũng báo luôn là hai bức hoành phi này có cùng kích thước là dài 1m97, rộng 67, ván là dày 3 phân, đã được nong khung và khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân, to là 10 phân. Và trên mình các bạn đang xem là bức thứ nhất là chúng tôi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang, được thiết kế bên trong chiếc cuốn thư, hay chúng tôi còn gọi là hoành phi lồng cuốn thư. Và xung quanh thì chúng tôi có chạy chữ công. Phần góc là chúng tôi có chạy lá tây. Và xen kẽ là bức cuốn thư là chúng tôi có chạm hoa mai. Và bức bên trên thì là cũng là ba chữ Đức Lưu Quang đọc từ bên phải sang, nhưng mà là xen kẽ tứ quý. Hai cái mẫu này đồng kích thước nhưng mà chúng tôi lại thiết kế mẫu mã khác nhau để cho quý vị dễ hình dung. Toàn bộ là chữ nho, chúng tôi có phụ đề phía dưới cho quý khách cũng như là các con cháu thời sau này có thể hình dung được. Đều chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Phụ đề tiếng Việt thì bức bên trên chúng tôi chạm xen kẽ là các cái tứ quý, tùng cúc trúc mai. Và nền là nền trơn. Thì bên cạnh các cái bộ sản phẩm này chúng tôi còn các cái bộ sản phẩm nền chặt gấm. Thì quý khách vào trang chủ để xem thêm tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong cái thời gian gần đây, khách hàng trên toàn quốc có nhu cầu dùng hoành phi câu đối rất là cao. Để đáp ứng ra thị trường ngày càng cao, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đã huy động hết tần suất của thợ, đó là sản xuất từ 100 tới 200 bộ trung bình trên một tháng, đáp ứng cả khách buôn lẫn khách dùng. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tôi xin nhắc lại kích thước là hoành phi dài 1m97, rộng 67 và kích thước của ván là dài 3 phân, khung tranh dày 7 phân. Khác cái hàng phổ thông trên thị trường là chỉ dày có 6 phân thôi. Và quý khách chưa biết mua hoành phi câu đối ở đâu thì hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng mẫu sản phẩm. Và trên đây là hai cái mẫu sản phẩm đang thịnh hành nhất trên YouTube và đã được đánh giá là thuộc top thịnh hành trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.